Vâng, thưa quý độc giả của báo điện tử VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, tôi đang ngồi trò chuyện cùng cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng, một người đã đóng góp rất nhiều vinh quang cho nền thể thao nước nhà nói chung và thể dục dụng cụ nước nhà nói riêng. Vâng, xin chào Phạm Phước Hưng, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ này chúng ta. Bạn có thể nói gì một chút với độc giả của báo điện tử VOV không ạ? Xin chào quý khán giả của báo điện tử VOV. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Phạm Phước Hưng, là cựu vận động viên thể dục dụng cụ. Trước đây thì tôi cũng đã là giành nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam, cũng là một vận động viên nam duy nhất hai lần tham dự Olympic và cũng đạt được khá thành tích như huy chương vàng cúp thế giới, huy chương vàng các kỳ SEA Games. Vậy thì Hưng có thể chia sẻ kỹ hơn là Hưng bắt đầu gắn bó với môn thể dục dụng cụ là từ năm bao nhiêu tuổi không? Và đến năm nào thì bạn lại xin nghỉ không? Tôi bắt đầu với thể bộ môn thể dục dụng cụ từ năm 6 tuổi và đến năm 31 tuổi tôi mới hết năm 31 tuổi tôi mới bắt đầu giải nghệ. Vậy thì thể dục dụng cụ là môn đã gắn bó với bạn trong 25 năm và lại mang lại cho bạn rất là nhiều vinh quang. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút lý do vì sao mình không tiếp tục gắn bó với cả môn thể dục dụng cụ như là cách là bạn đang là huấn luyện viên mà bạn lại xin nghỉ được không? Về tôi thì với bộ môn thể dục dụng cụ như đi vào máu của tôi rồi, thì sau quá trình 26 năm tập luyện và thi đấu thì cũng xa nhà suốt, không được ở bên cạnh gia đình nhiều. Sau quá trình mấy chục năm dài đấy thì sau khi tôi quay trở lại, tuy sự nghiệp có rất nhiều thành tích, có rất là nhiều thành công, nhưng quay trở lại thì tôi thấy đầu tiên là bố mẹ tôi này cũng lớn tuổi rồi, già yếu rồi, và bản thân tôi cũng có cũng đã lập gia đình và có vợ và con nhỏ. Thì sau khi quay trở lại với cuộc sống làm huấn luyện viên thì tôi cũng thấy rằng là nếu mà tôi vẫn tiếp tục công việc huấn luyện viên thì tôi cũng không chăm lo được nhiều cho gia đình, bởi vì bản thân tôi vẫn phải đi huấn luyện và đào tạo các vận động viên trẻ kế cận thì cũng không dành được nhiều thời gian cho gia đình. Mà tôi lại cá nhân tôi là mong muốn có được giúp ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, giúp đỡ bố mẹ và vợ con, lo được cho vợ con cuộc sống tốt hơn. Cho nên chính những cái lý do đó đã thu hút tôi để cho tôi có thể ra được quyết định là mình sẽ thôi sự nghiệp thi đấu, sự nghiệp thể thao và mình chuyển ra ngoài làm công việc riêng. Vậy thì Hưng vừa chia sẻ là ngoài việc muốn ở cạnh và chăm lo cho gia đình thì Hưng muốn một cuộc sống tốt hơn cho vợ con. Vậy thì tôi có thể hỏi một câu tế nhị với Hưng là liệu yếu tố kinh tế có phải là một trong những lý do mà bạn quyết định là tạm xa rời thể thao để tập trung vào gia đình nhiều hơn không? Bạn có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện tế nhị, người ta vẫn nói là tế nhị tức là một chút về cái thu nhập của bạn khi là huấn luyện viên, tức là từ một vận động viên giành được cả huy chương vàng cúp thế giới rồi là được đặt tên là cho hai động tác của liên đoàn thể dục dụng cụ quốc tế, thì tôi nghĩ là cái mức thu nhập của bạn cũng sẽ rất ổn. Thì liệu có yếu tố kinh tế nào tác động đến quyết định nghỉ của bạn không? Thực tế là ngoài yếu tố mà phải xa gia đình nhiều, không ở bên cạnh gia đình, không ở bên cạnh vợ con nhiều ra, thì yếu tố thu nhập cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ảnh hưởng đến cái quyết định của tôi hiện tại. Ông bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút về cái vấn đề tế nhị, ví dụ như bạn có thể nói qua về cái thu nhập của bạn khi là huấn luyện viên không? Trước đây khi là vận động viên thể thao đỉnh cao và cũng là vận động viên trọng điểm thì thu nhập của tôi cũng là vận động viên trọng điểm nên cũng được nhiều hơn. Nhưng mà sau khi kết thúc quá trình sự nghiệp vận động viên thì tôi lại quay trở lại làm huấn luyện viên từ những tuyến từ những phải dạy những
tuyến tuyến ba nghĩa là tuyến vận động viên mới bắt đầu vào thì thực ra là thu nhập cũng quá cao, cũng chỉ dưới chục triệu thôi, cho nên tôi nghĩ nó ép đấy là một trong những lý do khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ để có thể đưa ra quyết định là mình sẽ thôi bỏ biên chế, và mình bỏ biên chế để mình tìm ra mình một hướng đi khác. À vâng, được biết là vợ Phạm Quốc Hưng đang chuẩn bị đón gia đình, chuẩn bị đón bé thứ hai. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút là khi mà vợ bạn cũng như là gia đình bố mẹ bạn biết quyết định bạn là rời khỏi biên chế và chia tay, chính thức chia tay với thể thao Việt Nam, thì gia đình có ủng hộ không hay là có ý kiến gì không? Thực ra thì mới đầu tiên thì bố mẹ tôi cũng rất là khá lo lắng. Thứ nhất là lo lắng là từng cái công việc ổn định có thu nhập hàng tháng là đi làm huấn luyện viên và có biên chế nữa như thế kia, và cũng gắn bó với bộ môn thể dục dụng cụ, gắn bó với thể thao nước nhà rất là lâu rồi, và bây giờ mà chuyển sang làm công việc khác, một công việc cũng không liên quan gì với cũng có liên quan nhưng không phải là về bên thể thao thành tích cao, thì bố mẹ tôi cũng lo lắng rất là nhiều, không biết chúng tôi có thể làm được không. Nhưng mà trong quá trình một thời gian thì đấy là do quyết định của tôi, lúc đấy cũng quá là quyết tâm, bố mẹ tôi cũng nghĩ ở đấy cũng có lẽ sẽ là một cái bước đi mới để tôi có thể có được một cuộc sống tốt hơn, có được cái điều kiện để giúp cho vợ con và có thể ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, nên bố mẹ tôi cũng về sau cũng hoàn toàn ủng hộ với quyết định của tôi. Vợ bạn thì sao? Về vợ của tôi thì thực ra là ngay trước khi có con thì vợ tôi cũng nói chung lúc đấy tôi vẫn còn tập luyện và thi đấu thì cũng phải xa gia đình nhiều, cũng không có con nhiều, thì đôi lúc vợ tôi cũng hơi cảm thấy hụt hẫng và hơi mong muốn tôi có thể ở bên cạnh nhiều hơn, nhưng mà thực sự lúc đấy cũng chưa có thể được. Cho nên từ trước đến giờ thì vợ tôi cũng rất mong muốn tôi có thể có được một công việc nào đó, được ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, chăm lo con cái nhiều hơn, và vợ tôi nghĩ là như thế gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Vậy thì sau 26 năm tập luyện và gắn bó với thể dục dụng cụ, bạn chính thức chia tay thể thao, vậy thì hàng ngày công việc của bạn trong những ngày mới sau khi nghỉ nó có gì khiến bạn hụt hẫng? Tự nhiên hàng ngày mình đang quen với cả một cái bầu không khí rất là thể dục thể thao rồi, thì một ngày mới có gì thay đổi không? Và bạn làm thế nào để khỏa lấp được cái tâm trạng, cái suy nghĩ hụt hẫng của mình lúc đó? Thực ra trước khi nghỉ thì tôi cũng đã phải chuẩn bị cho mình những cái dự định, những cái công việc như nào đó, và sau khi, nhưng mà quả thật là sau khi nghỉ ở trên đấy thì tôi cũng hơi cảm thấy hụt hẫng một chút, nhưng mà và đó cũng chính một trong những lý do mà khiến tôi mong muốn là có thể xây dựng được một cái câu lạc bộ, một phòng tập cũng liên quan đến thể thao một chút, nhưng mà lại hướng đến giúp mọi người cải thiện sức khỏe, cải thiện vóc dáng hơn. Và tôi cũng đã cùng với những người bạn có cùng chí hướng mà lập ra một câu lạc bộ để giúp cho mọi người cải thiện sức khỏe, cải thiện vóc dáng. Rất tuyệt vời, vậy xin chúc mừng Hưng về cái dự định cũng như là mọi kế hoạch của bạn sau khi chia tay thể thao đã thành sự thật. Thế vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút là khi mà bạn chia tay với thể dục dụng cụ, thì cũng như là những nhiều vận động viên khác cũng phải chia tay, tất nhiên là khi các bạn đến tuổi và để chia tay sự nghiệp đỉnh cao, thi đấu đỉnh cao ấy, thì nhiều người cũng nói là chia tay luôn với thể thao. Thì bạn có nghĩ rằng là cái vấn đề kinh tế ấy, vấn đề thu nhập rồi vấn đề cơ áo bạn tiền nó ảnh hưởng quyết định chính đến việc này không? Theo mình nghĩ thì đấy cũng một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định của mọi người, và riêng cá nhân tôi nữa, thì với tôi thì
sau nhiều năm gắn bó với thể thao rồi thì cũng mong muốn mình có được một cái ước muốn, có thể nói mình có thể nói tôi hơi mong muốn cao, hơi mong muốn nhiều hơn một chút, là để mình có thể có được có điều kiện hơn để sau này lo cho vợ, lo cho con cái tôi có thể học được trường học tốt hơn và có được nói chung có được một cuộc sống tốt hơn. Tôi với tôi cá nhân tôi thì cái điều kiện kinh tế cũng nói chung cũng trong lý do quan trọng khiến tôi quyết định. Vậy thì là một vận động viên thi đấu đỉnh cao từ trước nay là chỉ ăn với cả tập luyện, ăn uống rồi tập luyện và rèn luyện, thì Hưng có nghĩ là cái đây sẽ là một khoảng thời gian và cái việc mà Hưng mở câu lạc bộ về phòng tập phục vụ cộng đồng thì nó là cái cầu nối để Hưng có những cái trải nghiệm xã hội mà trong cái giai đoạn mà bạn là vận động viên đỉnh cao thì không được trải nghiệm, không được sống trong những cái khoảng không thời gian này không? Vâng, đúng vậy. Thì với cá nhân tôi thì sau khi thực ra thì quá trình vận động viên cũng hai mấy năm thì suốt ngày cứ phải đi tập huấn thi đấu, tập luyện thì cũng ở trong một cái môi trường hầu rất là ít tiếp xúc với bên ngoài xã hội, và hầu như sau khi mà tôi giải nghệ này, tôi quyết định thôi việc này, thì tôi ra ngoài xã hội tôi phải học hỏi rất là nhiều, phải nói chung phải học rất là nhiều kiến thức thêm để mình có thể có được, có thể nói có được một chỗ đứng hay có được một cái công việc tốt cho tôi sau này. Như chúng ta đều còn nhớ là khi mà giải nghệ thì kình ngư vàng thế giới Michael Phelps đã chia sẻ việc đầu tiên sau khi anh ấy giải nghệ là anh ấy sẽ đi tìm hiểu thế giới. Vậy thì Phước Hưng có thể chia sẻ một chút về quá trình tìm hiểu xã hội của bạn. Bạn thấy bây giờ sau một thời gian mà toàn là ăn tập rồi là sống trong một môi trường mọi người rất là cân đối đều thể dục thể thao hàng ngày, thì bạn thấy chúng ta ra ngoài thì chúng ta đang thấy xã hội chúng ta có đang cân đối được như là thể hình khỏe mạnh như hay là dinh dưỡng đảm bảo như là khi bạn đi tập không? Trước đây thì khi là vận động viên tôi nhận thấy là cái bộ môn thể dục cũng rất là hay và sẽ giúp mọi người phát triển thể chất rất là tốt, cho nên trước khi giải nghệ tôi cũng đã lập cho mình một câu lạc bộ để dùng dụng cụ, và thực ra cái câu lạc bộ cũng dùng hầu hết cái tiền thưởng của tôi để xây dựng câu lạc bộ đó, và thực tế cũng khá là nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Nhưng mà sau khi một thời gian thì tôi nhận thấy rằng là thời gian xung quanh của tôi cũng có rất là nhiều người, và ngay bản thân gia đình tôi cũng gặp khá là nhiều vấn đề sức khỏe, và như tình trạng mọi người ăn uống không biết cách ăn uống dẫn đến tình trạng thừa cân này, hay là bị còi, bị ốm và bệnh tật khá nhiều. Cho nên tôi nghĩ đó cũng là chính một lý do để tôi đi tìm hiểu nhiều thêm về những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và tôi nhận thấy rằng là nhu cầu về việc cải thiện vóc dáng, cải thiện sức khỏe của xã hội hiện nay rất là cao. Tôi với cá nhân tôi thì tôi cũng mong muốn sau này có thể đóng góp một phần nhỏ nào đó cho việc phát triển vóc dáng này cũng như thể chất của người Việt Nam, để giúp Việt Nam mình có thể khỏe mạnh hơn, bệnh viện đỡ quá tải hơn, giúp cho năng suất của con người Việt Nam trong làm việc có thể cao hơn và đạt được nhiều kết quả hơn. Vậy thì là một vận động viên rất thành công khi thi đấu và bây giờ đã giải nghệ và thậm chí là chia tay với cả thể thao với nhà, vậy thì bạn có muốn chia sẻ hay là lời khuyên gì với cả các vận động viên, với đồng nghiệp không? Với cá nhân tôi thì tôi nhận thấy là cuộc đời vận động viên tuy là không phải quá dài nhưng mà cũng có rất là nhiều các vận động viên trẻ, và thực tế khi nhìn lại mình thời gian lúc trước cũng thế, mình đây có rất là nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng mà cũng chưa thực sự là tìm hiểu và học hỏi thêm cho mình những cái mới, những cái kiến thức thêm để sau này khi mà
lớn tuổi rồi phải ra từ sự nghiệp thì mình có thể dùng những cái kiến thức đấy, kỹ năng đấy, những cái bằng cấp đấy để có được cho mình một cái công việc tốt hơn sau này. Thì về cá nhân tôi thì tôi mong muốn các vận động viên thể thao Việt Nam mình ngoài việc tập luyện và thi đấu ra thì cũng các bạn cũng nên trang bị cho mình những cái kỹ năng, kiến thức để sau này các bạn có thể không chỉ giúp cho bản thân có được cái công việc tốt hơn, và có thể giúp cho gia đình, bạn bè, giúp cho mọi người, có thể giúp ích cho cộng đồng nhiều hơn. Với cá nhân tôi là suy nghĩ là như thế. Vâng, xin cảm ơn Phạm Thông Hưng. Quý độc giả báo điện tử VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam thân mến, quý vị vừa được nghe những lời chia sẻ từ đáy lòng của cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phương Hưng, một người đã đóng góp rất nhiều cho thể thao nước nhà với 2 tấm huy chương vàng ở cúp thế giới thể dục dụng cụ, rồi 2 lần được vinh danh, được đặt tên cho các động tác bởi Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Quốc tế, cùng 6 tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp. Và thật sự đây là một thành tích, bảng thành tích gọi là mang về vinh quang, rất nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở những nhân vật tiếp theo của chúng tôi.